Bao da điện thoại vô tu, da cá alligator, kiểu dáng Lockrico tại Kilon Luxury là sản phẩm cao cấp dành riêng cho những quý khách đam mê sự sang trọng và đẳng cấp. Với chất liệu da cá màu đen cùng logo Vertu và nguyên khói AU750, bao da được làm từ da cá alligator cao cấp do Kilon Luxury tuyển chọn kỹ lưỡng, loại da nổi tiếng với độ bền bỉ và vân da độc đáo. Mỗi chiếc bao da đều mang lại cảm giác mềm mại nhưng không kém phần chắc chắn. Thiết kế với kiểu dáng Lockrico, các lỗ tròn mang phong cách hiện đại, tinh tế, bao da vừa vặn với điện thoại Vertu Iron Lip, tạo cảm giác cầm nắm chắc chắn và thoải mái. Sự kết hợp giữa màu đen quyền lực và logo về nguyên khói AU750 tạo nên một tổng thể hài hòa và đẳng cấp. Logo Vertu được chế tác từ vàng nguyên khói AU750 không chỉ là điểm nhấn thẩm mỹ mà còn khẳng định đẳng cấp và giá trị của sản phẩm. Kilon Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.